Festival Hoa Đà Lạt 2022 đang diễn ra với nhiều chương trình hoạt động thu hút đông đảo du khách. Những ngày này, Công an thành phố Đà Lạt đang quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho các chuỗi sự kiện. Các nhà hàng, cơ sở lưu trú, loại hình dịch vụ đang cũng sẵn sàng chào đón phục vụ khách về dự lễ hội, ghi nhận của phóng viên thời sự. Là địa bàn trung tâm của thành phố Đà Lạt trong những ngày này, tại phố đi bộ và chợ đêm Đà Lạt, lượng du khách tham quan du lịch đã tăng lên đáng kể. Dự báo trước, trong và sau Festival Hoa, du khách đến thành phố Đà Lạt rất đông nên các loại tội phạm thường lợi dụng để trà trộn và hoạt động phạm tội. Từ tình hình thực tế trên, Công an phường 1 đã tăng cường 100% quân số ứng trực tại đơn vị và tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự 24/24 giờ. Song song đó, tiến hành phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ của Công an thành phố để quản lý các hệ loại đối tượng, ngăn ngừa và kịp thời phát hiện các vi phạm pháp luật xảy ra. Qua quá trình kiểm tra thì chúng tôi nhận thấy này. Thứ nhất là về công tác tuyên truyền của Công an phường, các từ Bộ Công an cũng như là các cái chủ cơ sở nắm và theo dõi trên các phương tiện truyền thông đại chúng về các cái tính chất cũng như là nhận thức được về cái mối nguy hiểm cũng như là cái hậu quả tác hại của cái công tác cháy nổ cũng như là các sự cố xảy ra liên quan đến cháy nổ, thì các cái chủ cơ sở là họ đều đồng thuận. Cái thứ hai là hợp tác, rất là hợp tác với cái lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng công an phường tiến hành kiểm tra. Đối với cái trường hợp mà công an phường đã có những kiến nghị thì trong một cái thời gian sớm là họ đã khắc phục lại được những cái kiến nghị, những cái tồn tại hạn chế đó. Đi chơi đông thì chỗ nào nó cũng như nhau hết. Thì cái vấn đề về an ninh trật tự như là cướp giật, móc túi thì mình tự bảo vệ đồ tư trang của mình. Còn một phần nữa thì có những cơ quan chức năng, người ta sẽ vào cuộc để người ta giải quyết cho mình được. Thì mình cũng an tâm về điều đó. Còn hiện tại thì ở trên Đà Lạt thì em thấy mấy anh cảnh sát thì gọi là làm việc rất là nhiệt tình và bảo vệ trật tự rất tốt. Để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Festival Hoa 2022, Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung và thành phố Đà Lạt nói riêng đã đồng loạt ra quân, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt phá các loại tội phạm, lên phương án bảo vệ cho các chương trình lễ hội. Trong đó đặc biệt quan tâm đến đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, tội phạm liên quan đến trộm cắp tài sản lưu động, đối tượng ẩn náu tại các khu dân cư, nhà trọ, đặc biệt là công tác quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện cơ sở kinh doanh lưu trú, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách khi sử dụng dịch vụ. Em đã khắc phục những cái thiếu sót còn tồn động, như những cái phần thoát hiểm cho doanh nghiệp, do cái điều kiện hiện tại thì cái về an ninh phòng cháy chữa cháy của khu vực mình nó còn đang có nhiều cái bất cập, mình phải khắc phục gấp để đảm bảo cái hoạt động festival cho năm nay thành công tốt đẹp. Lễ hội năm nay được tổ chức xuyên suốt và diễn ra trên địa bàn rộng. Do đó, việc phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, trộm cắp, móc túi, nâng giá, bắt kẹt du khách đã được lực lượng Công an thành phố Đà Lạt triển khai thường trực trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động. Việc đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trong thời điểm này là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng được Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố Đà Lạt quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ bằng các phương án cụ thể. Công an thành phố Đà Lạt cũng đã xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công tội phạm. Trong đó, Công an thành phố Đà Lạt cũng đã tham mưu cho Thường trực Thành ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố để huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia đảm bảo tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Trong những ngày đầu ra quân, Công an thành phố Đà Lạt đã bắt xử lý như vậy là 5 đối tượng với thu hồi 10 xe máy đã bị trộm cắp trên địa bàn thành phố và một vụ lừa đảo, một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó thì để đảm bảo cho du khách và người dân đã tham gia vui chơi giải trí trong những ngày lễ hội lễ Tết, đặc biệt là lễ hội Festival Hoa, thì Công an thành phố Đà Lạt đã chú trọng cắm chốt và phân công lực lượng trinh sát, lực lượng công an đến các địa bàn trọng điểm để đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho người dân vui chơi trong những ngày lễ, ngày Tết trên địa bàn. Trong những ngày này, thành phố Đà Lạt đã sẵn sàng đón chào mùa lễ hội vui tươi của nhân dân cả nước nói chung và của Đà Lạt nói riêng. Với tinh thần quyết tâm của mình, Công an thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt yên bình, hiếu khách và giàu tiềm năng phát triển đến với bạn bè và du khách trong cả nước.